Cô Canh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Cô Canh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, cô Canh chia sẻ về chủ đề lời tỏ tình vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 22 tháng 2 năm 2022. Đây là một ngày rất đặc biệt. Đây còn được gọi là ngày gương, ngày của những con số 2. Cổng năng lượng vũ trụ mở ra và rung động mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này đó chính là rung động tình yêu. Khi chúng ta sẵn sàng gửi đi tình yêu ngay trong khoảnh khắc này, chúng ta sẽ nhận về rất nhiều may mắn trong chuyện tình cảm của chúng ta. Một câu hỏi được đặt ra là chúng ta đã sẵn sàng để tỏ tình với ai đó vào thời khắc thiêng liêng này hay chưa? Trong video này, cô Canh chia sẻ với các bạn những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ và hãy mạnh dạn tỏ tình vào thời khắc thiêng liêng 22 giờ 22 phút ngày 22 tháng 2 năm 2022. Mối quan hệ đầu tiên và quan trọng nhất bạn sẽ có trong suốt cuộc đời là mối quan hệ của bạn với chính mình, cách bạn cảm nhận và quan tâm đến tâm trí, cơ thể và tinh thần của chính mình, tạo tiền đề cho tất cả các mối quan hệ bên ngoài bản thân bạn, với người ấy của bạn, với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của bạn. Từ góc độ tâm lý, tinh thần và thực tế, có thể thấy rõ ràng rằng nếu bạn không yêu bản thân mình thì việc cho và nhận tình yêu sẽ khó hơn. Bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ hay chưa? Sẵn sàng cho một mối quan hệ là yếu tố then chốt trong việc mối quan hệ có khả năng kéo dài hay không. Quyết định xem cuối cùng bạn có sẵn sàng về mặt tình cảm để bắt đầu hẹn hò hay không. Không bao giờ là điều dễ dàng. Không ai muốn khiến trái tim mình tan nát một lần nữa. Và tình yêu luôn có rủi ro. Ngay cả khi bạn cảm thấy an toàn hơn vào bản thân và bạn cảm thấy như đã hoàn toàn chuyển sang mối quan hệ cuối cùng của mình, việc bước vào một mối quan hệ mới có thể rất đáng sợ. Sau đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ và bạn có thể tỏ tình với người ấy vào thời khắc thiêng liêng 22 giờ 22 phút ngày 22 tháng 2 năm 2022. Điều thứ nhất, bạn thu hút một người cùng chí hướng. Khi bạn đang ở trong tình yêu và sự chấp nhận bản thân mình, bạn sẽ dễ dàng thu hút từ tính một người cùng chí hướng với bạn. Người không chỉ yêu bản thân mà còn sẵn sàng quan tâm và sẵn sàng cho tình yêu lành mạnh, hạnh phúc, trọn vẹn. Điều thứ hai, bạn tự hoàn thiện. Bạn biết rằng bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ khi bạn không cần một mối quan hệ để cảm thấy hạnh phúc và xứng đáng. Khi bạn muốn có một mối quan hệ để chia sẻ tình yêu của mình hơn là nhận được tình yêu, và khi yêu bản thân và chia sẻ tình yêu là điều quan trọng hơn là bạn không kiểm soát được tình yêu. Khi bạn muốn một mối quan hệ phát triển sâu sắc hơn thay vì lấp đầy sự trống trải, bạn đã sẵn sàng cho một tình yêu. Điều thứ ba, đàn ông và phụ nữ sẵn sàng cho tình yêu khi họ nhận ra rằng họ xứng đáng nhận được tình yêu vô điều kiện từ người yêu, người bạn đời của mình. Chân lý của tình yêu được tìm thấy trong sự chấp nhận bản thân và chiếu sáng của tình yêu vào những nơi tâm tối bên trong chúng ta. Điều thứ năm, bạn không tìm kiếm sự phân tâm liên tục. Bạn không sợ ở một mình và ngay cả trong im lặng. Bạn thích dành thời gian ở một mình và không cần phải bật TV hay liên tục sử dụng điện thoại. Bạn có thể ở với chính mình. Điều thứ sáu, bạn không chờ đợi người khác đến để cứu bạn. Một người sẵn sàng thể hiện tình yêu bền vững, lành mạnh
khi họ thực sự từ bỏ mong muốn người khác có thể cứu họ hoặc chữa lành cho họ. Sự chấp nhận bản thân và tình yêu bản thân là những dấu hiệu cho thấy rằng một người đã hoàn toàn sẵn sàng cho sự gần gũi. Trong trạng thái hiện hữu này, cho phép con người cởi mở với cả việc cho và nhận tình yêu một cách thuần khiết, đích thực, không bị đè nặng bởi những quan niệm về việc chữa lành vết thương trong quá khứ. Điều thứ 8, mọi người sẵn sàng cho tình yêu khi họ không có kỳ vọng cứng nhắc và một danh sách những điều cần phải có và những điều cần làm. Họ chỉ đơn giản muốn tìm một người tuyệt vời để yêu thương và chia sẻ cuộc sống của họ. Điều thứ 9, bạn vẫn ổn khi độc thân. Nếu bạn có thể nói, tôi ổn khi không có mối quan hệ, thì bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ. Bạn không sao khi độc thân, không phải theo cách cam chịu hay thất bại. Nó thiên về việc một người hiểu sâu sắc về con người bạn, mục đích của bạn, và rằng trong khi bạn khao khát tình yêu, bạn sẽ không cho phép mình đau khổ khi còn độc thân. Bạn đang tập trung phát triển các kỹ năng, niềm đam mê và hạnh phúc của bản thân. Một người tự tin, có cơ sở và thú vị là người cực kỳ hấp dẫn. Thứ 11, bạn muốn có một mối quan hệ, tin rằng nó sẽ tuyệt vời, nhưng nó không quyết định hạnh phúc của bạn. Thực sự hạnh phúc mà không có nó thường là cách nhanh nhất để mang lại hạnh phúc. Điều thứ 12, bạn cười thật nhiều. Khi bạn thấy mình mỉm cười nhiều hơn lại đưa ra những nhận xét, bào chữa hay phán xét, thì bạn biết rằng bạn chấp nhận bản thân vô điều kiện và sẵn sàng làm điều tương tự cho người khác. Điều thứ 13, bạn đã kết thúc mối quan hệ cuối cùng của mình. Hãy tìm những dấu hiệu cho thấy rằng sự tức giận và oán giận đã qua đi và bạn đã tha thứ cho không chỉ người yêu cũ mà còn cho chính bạn. Nổi giận với bản thân là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng bạn chưa sẵn sàng để tiến về phía trước. Nếu bạn không thể chấp nhận bạn đang ở đâu và hiện tại là ai, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi. Bạn sẽ biết rằng bạn đã sẵn sàng để ra ngoài đó và hẹn hò trở lại khi bạn đã từ bỏ câu chuyện của mình. Có thể nghĩ về người yêu cũ với sự trung lập, từ bi và thấu hiểu, và thấy mình đang nghĩ, tôi đã sẵn sàng tiếp tục với cuộc đời tôi. Điều thứ 14, bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Một người sẵn sàng cho sự gần gũi thực sự nhận thức được những rủi ro và bất trắc xảy ra khi yêu. Biết rằng mối quan hệ sẽ phát triển và tiến triển đến một điều gì đó tuyệt vời, hoặc nó sẽ không. Một phẩm chất mà bạn có thể nỗ lực phát huy đó chính là sự đồng cảm. Một khi một người có thể nhìn ra ngoài mong muốn của mình và cần những gì để làm cho người yêu của mình hạnh phúc, người đó đang trên đường đi từ cái tôi thành chúng ta. Điều thứ 15, bạn là người tự tin. Sự tự tin là chìa khóa để biết rằng bạn đã sẵn sàng cho tình yêu. Khi bạn tự hào về bản thân và rõ ràng về giá trị của bản thân, đó là lúc bạn có thể thu hút một người tôn trọng bạn và bạn đang có một mối quan hệ lành mạnh. Điều thứ 16, bạn cảm thấy toàn bộ. Nếu bạn đang tìm kiếm người bạn đời của mình để lấp đầy sự trống trải trong bản thân, bạn sẽ luôn cảm thấy không hài lòng. Tình yêu đích thực là tất cả về việc chấp nhận cả người yêu và bản thân bạn hết lòng. Điều thứ 17, bạn không sợ bị tổn thương. Một dấu hiệu chứng tỏ bạn đã sẵn sàng cho tình yêu là khi bạn thể hiện sự can đảm. Khi bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro về tình cảm, bao gồm cả việc chấp nhận trách nhiệm cá nhân, tình yêu sẽ là tương lai của bạn. Điều thứ 18, bạn xây dựng ký ức, chứ không phải bức tường. Một người nào đó sẵn sàng cho tình yêu khi họ kết hợp mối quan hệ của họ vào cuộc sống của họ sau một vài buổi hẹn hò, thay vì chia nhỏ các hoạt động hẹn hò. Xây dựng ký ức không phải là bức tường cho thấy tiềm năng lâu dài. Điều thứ 19, một dấu hiệu khác cho thấy rằng một người đã sẵn sàng cho một mối quan hệ lành mạnh là khi họ bảo vệ những gì họ muốn trong một mối quan hệ mà không bị ràng buộc bởi phản ứng của người kia
Bạn cởi mở và trung thực về những gì bạn muốn từ một mối quan hệ tiềm năng. Điều thứ 20, bạn chấp nhận sự thay đổi và sẵn sàng phát triển. Bạn sẵn sàng cho tình yêu khi bạn chấp nhận con người của mình ngay bây giờ, hôm nay, nhưng vẫn cam kết khám phá sự phát triển chưa được khám phá của bản thân, cá nhân và trong một mối quan hệ. Điều thứ 21, bạn biết những bước chuyển mình. Khi bạn biết điều gì khiến bạn hứng thú, điều gì mang lại cho bạn niềm vui và bạn không ngại theo đuổi nó, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy rằng bạn đã sẵn sàng chia sẻ tình yêu với người khác. Chìa khóa của điều này là tôn vinh rằng bạn xứng đáng có được niềm vui cho dù bạn có ở bên này đó hay không. Bạn biết cách chăm sóc bản thân thật tích cực về thể chất, tinh thần và cả tâm linh. Khi bạn có tất cả những dấu hiệu như Quốc Anh vừa chia sẻ, đó là điều rất tích cực và đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng bạn đã sẵn sàng cho một tình yêu. Trong tình yêu, đôi khi phải có một người bắt đầu trước và đó có thể là bạn. Khi bạn nhận thấy rằng bạn đã sẵn sàng cho tình yêu, thì hãy can đảm để tỏ tình với người ấy của mình vào thời khắc thiêng liêng 22 giờ 22 phút ngày 22 tháng 2 năm 2022. Để cảm nhận được những điều kỳ diệu trong tình yêu và trong cuộc sống của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.